Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, gần 200 bệnh nhi điều trị nội trú sau kỳ nghỉ Tết. Khuyến cáo về nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về phòng bệnh cúm mùa. Mục Cẩm nang y học kỳ này là bài thuốc giúp thanh lọc cơ thể. Cuối chương trình là câu chuyện từ thiện để chữa bệnh nên đúng người đúng cách. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo cáo tổng hợp số liệu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ Tết Kỷ Hợi của Sở Y tế, từ ngày 28 Tết đến hết ngày mùng 6 Tết, tại các cơ sở y tế tỉnh ta đã tiếp nhận và điều trị 530 ca tai nạn giao thông và hơn 200 ca tai nạn sinh hoạt. Trong đó có hơn 160 ca tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, đến từ các địa phương trong tỉnh và một số tỉnh lân cận như Hà Nam, Thái Bình, 54 ca phải chuyển lên tuyến trên, 2 trường hợp tử vong. Có 47 ca nhập viện do đánh nhau, cao điểm nhất là ngày mùng 5 với 14 ca tại các huyện Khoái Châu, Mỹ Hào, Ân Thi. 4 ca tai nạn do pháo nổ, 18 ca ngộ độc thức ăn, trong đó có 3 ca nguyên nhân do rượu bia vào ngày 29, mùng 1, mùng 5 tại Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Theo thống kê, lượng bệnh nhân ngộ độc rượu bia đã giảm so với dịp Tết năm ngoái, không có bệnh dịch, không xảy ra ngộ độc thức ăn tập thể. Thời tiết nắng nóng kéo dài trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là nguyên nhân dẫn đến lượng bệnh nhi nhập viện Sản Nhi Hưng Yên gia tăng khá cao sau kỳ nghỉ Tết. Hiện bệnh viện đang điều trị nội trú cho gần 200 bệnh nhi, chủ yếu là các bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, cúm, viêm phổi. Ngoài ra còn có các bệnh ngoài da như thủy đậu, sởi hay bệnh về đường ruột như tiêu chảy, virus rota. Theo các bác sĩ, lượng bệnh nhi điều trị nội trú sau Tết tăng khoảng 20% so với trước Tết. Nguyên nhân là do thời tiết trong những ngày nghỉ Tết nắng nóng như mùa hè, phổ biến từ 28-30 độ. Sự thay đổi thất thường này là điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập cơ thể trẻ, dẫn đến tỷ lệ bệnh nhi nhập viện gia tăng. Thực phẩm bày la liệt, không che đậy ở nơi có nhiều người và phương tiện giao thông qua lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh là thực trạng đang diễn ra tại các lễ hội đầu xuân. Tại các lễ hội đền Mẫu, đền Trần, đền Ủng, thực trạng chung là thức ăn đồ uống vẫn được bày bán dọc các đường đi lối lại sẽ dễ làm cho thức ăn đồ uống bị nhiễm bẩn, ôi thiêu, biến chất. Để đáp ứng nhu cầu của lượng lớn người du xuân lễ hội, dịch vụ ăn uống tại di tích cũng mang tính chất tạm thời, phần lớn là hàng quán mọc lên tự phát. Nhiều chủng loại thực phẩm được sản xuất chế biến thủ công nên nguồn gốc thực phẩm thường không đảm bảo chất lượng. Người bán hàng chế biến thực phẩm thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại lễ hội là rất lớn. Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu đã đầu tư lắp đặt điều hòa hai chiều cho các buồng bệnh để người bệnh chống nóng và chống rét. Từ cuối năm 2018 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu đã đầu tư lắp đặt tổng số 80 chiếc điều hòa hai chiều tại các phòng bệnh, đồng thời cải tạo lại một số phòng bệnh có hệ thống cửa chưa kín. Với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thời gian qua, mùa lạnh thì rét đậm, rét hại, mùa hè quá nóng bức, nhiệt độ cao tới 40 độ C, thì việc lắp đặt hệ thống điều hòa hai chiều có ý nghĩa quan trọng trong chăm sóc bệnh nhân. Các bác sĩ cho biết, người bệnh được chăm sóc trong điều kiện nhiệt độ đảm bảo sẽ giúp bệnh tình tiến triển tốt, đặc biệt là với các bệnh nhi, người già mắc các bệnh về hô hấp, người có nguy cơ đột quỵ. Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận 2 ca viêm phổi nặng nghi nhiễm cúm gia cầm. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác vì đây là bệnh lây truyền qua đường hô hấp, qua tiếp xúc trực tiếp với gia cầm. Để chủ động ngăn ngừa sự lây truyền của virus cúm gia cầm sang người, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ăn tiết canh, không ăn gia cầm, các sản phẩm từ gia cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc. Đảm bảo ăn chín, uống chín, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm từ gia cầm không rõ nguồn gốc. Đảm bảo vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng cho gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Khi phát hiện gia cầm ốm chết, tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng, mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở và có tiền sử tiếp xúc với gia cầm, phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu xuân Kỷ Hợi, Ban biên tập tạp chí Sức khỏe và Đời sống vừa nhận được thư của ông Bùi Quang Hàm, 76 tuổi, ở thôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, mong muốn thông qua chương trình gửi lời cảm ơn tới tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phố Nối đã kịp thời cấp cứu thành công bệnh đột quỵ não mà ông mắc phải. Trong thư, ông Hàm viết, cuối năm Mậu Tuất, ông bị đột quỵ, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cấp cứu. Ngay lập tức, ông được ekip bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu test thử máu, điện tim và chụp cắt lớp sọ não. Chỉ sau 20 phút nhập viện, bác sĩ trưởng khoa Nguyễn Quốc Sáu đã ra y lệnh sử dụng phương pháp tiêu sợi huyết để can thiệp. Thuốc truyền đến đâu, ông tỉnh đến đó. Những biểu hiện méo mồm, nói ngọng, mắt lác, tê bì chân tay không còn. Đầu óc ông minh mẫn, tỉnh táo trở lại. Sau 7 ngày, được các y bác sĩ của khoa điều trị tích cực, ông đã khỏe mạnh, đi lại, sinh hoạt bình thường và được xuất viện về ăn Tết cùng gia đình. Ông Hàm cũng cho biết thêm, từ thông tin của các bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối đã áp dụng phương pháp tiêu sợi huyết cứu sống hàng chục bệnh nhân bị đột quỵ với mức độ hiểm nghèo. Qua thư, ông mong muốn ai bị các dấu hiệu bệnh như của ông thì hãy đến ngay bệnh viện càng nhanh càng tốt để được cứu chữa kịp thời, trước là bảo vệ tính mạng, sau là không để lại di chứng bại liệt, làm khổ bản thân và gia đình, tạo gánh nặng cho xã hội. Thưa quý vị và các bạn, bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây nên. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao qua đường hô hấp. Bệnh xuất hiện quanh năm và thường tăng cao hơn vào mùa xuân. Để chủ động phòng chống bệnh cúm mùa trong dịp này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Đình Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hưng Yên. Vâng, xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin bác sĩ cho biết là nguyên nhân nào dẫn đến bệnh cúm mùa và biểu hiện của bệnh cúm mùa có gì đặc biệt thưa bác sĩ? Bệnh này do virus cúm gây lên và bệnh được truyền trực tiếp từ người sang người qua cái hơi thở và cái giọt bắn nước bọt của bệnh nhân sang người lành. Trước tiên là chúng ta thấy được nó có cái biểu hiện của viêm long đường hô hấp trên. Đó là sốt, ho và hắt hơi, sổ mũi và có đau cơ xương khớp và đau mình mẩy. Thế và các cái triệu chứng này thông thường thì có thể diễn ra trong vòng 3-5 ngày hoặc là có thể 7 ngày thì nó hết. Nhưng nếu như có cúm mà biến chứng thì có thể diễn ra kéo dài từ một vài tuần và thậm chí là hàng tháng. Và cái triệu chứng sốt là tương đối điển hình. Và đau cơ xương khớp có thể sốt cao từ 39 đến 40 độ. Vậy thưa bác sĩ, biến chứng của bệnh này như thế nào ạ? Thông thường thì bệnh diễn biến rất là lành tính, nhưng cũng có trường hợp mà bị biến chứng thì nó gây lên những cái triệu chứng rất là nặng nề. Nếu như bệnh cúm mà trên nền tảng của bệnh nhân đã mắc các cái bệnh mãn tính như là tiểu đường, huyết áp và những người suy giảm miễn dịch thì các cái triệu chứng của bệnh cúm nó cũng tăng lên và các cái triệu chứng của các cái bệnh mãn tính nó cũng nhân dịp ấy để bùng phát lên. Nếu như mà không điều trị xử lý kịp thời thì dẫn đến suy đa phủ tạng và có thể dẫn đến tử vong do cái biến chứng của cúm gây lên. Vậy để phòng tránh căn bệnh này thì cần phải làm những gì ạ? Thì trước tiên là chúng ta thường xuyên là đeo khẩu trang. Khi người bệnh mắc bệnh cúm mùa thì phải cách ly ở gia đình cũng như là cách ly ở bệnh viện. Và hạn chế người cho người khỏe tiếp xúc với lại cái bệnh bị cúm mùa. Đối với các cái bệnh nhân mà ở lứa tuổi học sinh mà mắc bệnh cúm mùa thì nên cho nghỉ học ở nhà để cách ly ở gia đình. Và thứ hai là không để bệnh nhân mắc bệnh cúm mùa mà đến cái nơi tụ tập đông người. Và đối với người khỏe thì cũng không nên có mặt ở tụ tập đông người khi mà có cái dịch cúm đã gây nên. Ở công sở cũng như là gia đình hay là phòng bệnh, buồng bệnh thì chúng ta phải thường xuyên vệ sinh cái nhà cửa, vệ sinh phòng, làm việc, nơi ở để tránh cái tình trạng là cái không khí ở trong cái phòng nó tồn đọng lâu ngày dẫn đến cái vi trùng vi khuẩn nó phát triển.
Cuối cùng là phòng bệnh cúm mùa bằng cách là chúng ta tiêm phòng vaccine. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết là thời điểm nhiều thói quen sinh hoạt và ăn uống bị thay đổi, đặc biệt với nam giới sẽ uống nhiều bia rượu hơn. Điều này dễ khiến quý vị gặp một số bệnh về tiêu hóa, đau bụng lâm râm hoặc đau bụng cấp. Trong chương trình hôm nay, Lương Y Lưu Văn Thắng, Hội viên Hội Đông Y huyện Yên Mỹ sẽ giới thiệu tới quý vị bài thuốc giúp giải độc cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa. Mời quý vị cùng theo dõi. Như cổ xưa các cụ đã dạy rằng, bách bệnh tòng khẩu nhập, thiên họa tại khẩu xuất. Thế cho nên rằng chúng ta ăn uống nó nhiều cái chất kích thích mạnh như là bia, rượu, cà phê, cơ thể cũng không thể chấp nhận được, xảy ra các cái hiện tượng. Ví dụ nên là đau bụng, rối loạn tiêu hóa, là người mệt, mất nước. Nặng nữa là hiện tượng là sa trực tràng. Theo là kinh nghiệm cổ truyền thì như vậy là tôi xin giới thiệu một cái bài thuốc. Thành phần thì gồm có thứ nhất là bạch linh, tác dụng của nó là thẩm thấp nội thủy. Vị thứ hai là vị bạch chuột. Vì cái vị bạch chuột này ưa thơm ráo, ưa ngọt và ghét thấp. Nhưng vị, tức là cái dạ dày là ưa mềm, nhu nhuận, ưa vị ngọt. Thế cho nên hai vấn đề đều là cái tỳ và cái vị đều thuộc hành thổ, nhưng mà một đằng ở trên, một đằng dưới, một đằng dương thổ, một đằng âm thổ. Thế thì một vị như vậy là gì? Ưa ráo, ghét thấp, và một vị là ưa mềm và nhu nhuận. Thì hai có cái vị tỳ khí này vào thì giúp như vậy là chuyển hóa, giúp cho cái sự tiêu hóa. Thứ vị này nó gọi là vị trạch tả, tức là có tác dụng thẩm thấp nội thủy, lợi thủy và giải độc. Thế để giúp cho cái cơ thể như vậy là ví dụ như là chúng ta uống quá nhiều rượu bia mà cơ thể chưa đào thải ra hết thì nó có tác dụng là lợi thủy, tức là đưa độc tố ra ngoài bằng con đường là tử tiện. Vị khiếm thường này của nó như vậy là gì? Vị ngọt, hơi chát, tính lương. Nó có tác dụng nên là thu liễm. Chống như vậy là hiện tượng để chảy. Cũng như là những cái bệnh như là rối loạn tiêu hóa kéo dài. Vị này là gọi là ngũ vị tử. Tức là bản thân của nó là gì? Có 5 cái tính chất khác nhau. Trong đó cái vị chua của nó là mang tính thu liễm nhiều hơn. Tức là nó liễm hãm để nó giải quyết, như vậy là chống đi ngoài là một, thẩm thấu tiêu hóa là hai, và chống mất nước. Làm cân bằng các cái chất dịch trong hệ tiêu hóa. Vị cam thảo này khí thì thơm, vị thì ngọt. Có tác dụng làm cho mạnh tỳ vị. Cái vị này thì gọi là vị thần khúc. Vị thần khúc này thì nó gồm hơn 40 vị thuốc khác nhau. Có thể giúp cho như vậy là hành khí, tiêu thực, giúp ăn ngon và chống hiện tượng đầy ứ. Có những cái cơ địa khác nhau, ví dụ có những người thích hợp hoặc có người chưa thích hợp thì ta có thể là gia giảm thêm. Ví dụ hành cái khí lực của người ấy là yếu trong cái khâu tiêu hóa thì ta có thể gia thêm trần bì. Chúng ta là hợp tất cả các vị thuốc này thành một bài thuốc, cho vào ấm đổ nước. Đấy. Khi đổ nước vào khoảng độ 250 đến 350 ml. Đun sôi, nhỏ lửa trong vòng 20 phút. Thế sau đó chúng ta chia làm 3 lần uống trong ngày. Và thuốc này uống sau bữa ăn khoảng độ 20 phút.
Thưa quý vị và các bạn, hoạt động từ thiện để quyên góp ủng hộ cho các trường hợp bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn, chữa bệnh là một việc làm rất nhân văn, đã giúp được nhiều người qua cơn nguy kịch, hồi sinh sự sống. Nhưng không phải ai cũng biết làm từ thiện đúng cách để giúp người khác chữa bệnh. Và cần làm gì để điều đó thực sự hiệu quả? Vấn đề sẽ có trong câu chuyện y tế hôm nay. Người phụ nữ nghèo khó này tưởng chừng không thể qua khỏi cơn nguy kịch khi bị tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não rất nặng. Cảnh nhà chỉ có bố mẹ già mù lòa đau yếu, người chị gái bị bại não và hai người con thơ dại như thế này thì không có gì đảm bảo có thể giúp chị hồi phục được như hôm nay. Nhưng với sự chung tay của cộng đồng, trường hợp của chị sau khi được người dân và các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội đã có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ. Chị đã được phẫu thuật kịp thời và hiện đang hồi phục khá tốt. Nay tôi cũng được ổn 70% rồi, nhưng tôi còn đi nắp mô nữa. Lúc nào tôi cũng mang ơn các nhà hảo tâm là đã giúp đỡ tôi khỏe mạnh để tôi về tôi nuôi con tôi và nuôi bố mẹ tôi. Trường hợp của bệnh nhân Bồ Thị Hằng ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ cũng tương tự. Khi em được đưa vào viện sau vụ tai nạn thì tưởng như 90% là không thể qua khỏi. Bệnh nhân có cái chấn thương sọ não rất là nặng, máu tụ dưới màng cứng cả hai bên. Và bên một bên phải thì rất là nhiều và gây hai xương cẳng chân. Thì các bác sĩ đã hồi sức rất là tích cực. Điều kiện của bệnh nhân thì là biết ở gia đình rất là khó khăn thì các bác sĩ đã gửi các hình ảnh lên mạng xã hội để gọi các nhà tài trợ rồi các mọi người cộng đồng cùng giúp đỡ. Và ngay cả như cái hôm đầu tiên bệnh nhân không biết thì các bác sĩ, ngay cả bác sĩ nam mà khó qua đây đã gửi hình ảnh lên để tìm gia đình của bệnh nhân. Đấy. Qua những kênh thông tin chính xác, nhiều người biết trường hợp của em và đã chung tay cùng gia đình giúp đỡ em qua cơn hoạn nạn. Ở phút này thì em cũng qua được cái tính mạng rồi, thế thì không biết nói gì hơn. Cảm ơn các cộng đồng xã hội và cảm ơn mọi người đã chia sẻ nỗi đau cùng với gia đình. Đó là những câu chuyện rất cảm động khi việc làm từ thiện để giúp chạy chữa cứu người đúng cách và đến được đúng địa chỉ. Nhưng vẫn có những điều đáng buồn về chuyện làm từ thiện chữa bệnh. Bác sĩ Hoàng Văn Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, người phụ trách Tổ công tác xã hội, là nơi kết nối các tấm lòng từ thiện để cứu giúp bệnh nhân, từng gặp những câu chuyện từ thiện rất đáng bàn. Đó là cái đối tượng bệnh thực sự nặng mà nhà rất là nghèo. Nhưng mà những người giám hộ người ta thì không phải là người thực sự thân thiết. Các nhà tài trợ, các cá nhân tài trợ đến là chỉ đưa tiền cho người nhà thôi, cho anh và chị thôi. Thế sau đó khi người bệnh tạm ổn định ra viện thì về nhà cái số tiền hàng trăm triệu đấy rồi cũng không biết sử dụng vào mục đích gì, không biết là có quay lại để phục vụ tiếp cho người bệnh hay không, hoặc là cho con cái người ta để sau này có công việc ăn học. Rồi những cái trường hợp mà tôi chứng kiến, người ta post lên Facebook bảo là nhà nghèo bệnh nặng, thế là người đến nhà đến làm từ thiện, trong khi đến lúc mà người ta thanh toán ra viện chắc chỉ vài triệu và người ta hoàn toàn trở lại công việc bình thường. Đấy, và những cái tiền mà các tổ chức cá nhân đến tài trợ cho người ta thì số lượng tiền thì tôi cho là khá lớn. Về nếu ví dụ như gia đình người ta để xóa ra giảm nghèo thì tôi cho rằng cũng là việc làm rất tốt. Nhưng mà nếu như mà người ta lại không sử dụng vào công việc tốt mà người ta lại tiêu đi vào cái vấn đề xấu, tệ nạn xã hội thì tôi cho rằng là không ổn tí nào. Mà cái này chúng ta không kiểm chứng được. Các nhà tài trợ cũng không kiểm chứng được. Mạng xã hội giúp kết nối những tấm lòng, nhưng cũng là nơi mà lòng tốt dễ bị lợi dụng nếu không có được sự xác minh chắc chắn. Các bệnh viện đã có mô hình tổ công tác xã hội hoặc phòng chăm sóc khách hàng sẽ là nơi tiếp nhận và công khai các hoạt động giúp đỡ bệnh nhân. Đây sẽ là cầu nối rất tốt để từ thiện đúng địa chỉ và hiệu quả. Và nếu có được sự kết nối thường xuyên giữa các bệnh viện, các nhà tài trợ, có kênh thông tin uy tín để đăng tải thông tin chính xác về các trường hợp bệnh nhân cần sự cứu giúp, công khai được các hoạt động tiếp nhận và chi trả cho bệnh nhân thì sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc từ thiện đúng người, đúng cách, giúp cho nhiều người bệnh nặng, nhà nghèo có thêm cơ hội sống. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện y tế vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.